cả mọi người, đó là kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Chưa còn tao mà chưa gì chứ, chào ơi trời. Rồi ok. Ok, mình là Nhã nha. Mình là Toàn nha mọi người. Mình là Danh nha mọi người. Phúc đang ngồi máy quay, Dẹo Sang thì đang Sang đang ăn mọi người. Chuẩn bị làm ăn mực mà nó quất tô cháo chứ. Tại vì nó bị bệnh đau tử mọi người, cho nên là nó phải ăn đúng giờ đúng giấc. Tù đang cạo lông heo nha mọi người. Cạo lông mày á. Con heo để bị già với lòng bạc nữa. Thì hôm nay mình gửi đến mọi người một cái clip gọi là ẩm thực lỗ tai heo sốt thái. Cái món này của Toàn học hỏi gì đó trên mạng mọi người, rồi sáng kêu bỏ luôn rồi. Không, cái này mình học của một anh trên YouTube nha mọi người. Ok, một hồi đem nước chui hết anh. Học của anh trên YouTube phải không? Anh đó làm thấy ngon quá, về thèm gì? Thèm 12 giờ đêm đang nằm mà thèm ăn gột. Mà chuyên gia mọi người đúng không? Mọi người coi mấy clip ẩm thực là thường là tối khuya coi không à? Ừ. Cái tự nhiên cái đi bư đồ ăn trong nhà ăn. Cái mập. Cái đó vừa rồi. Ừ. Không, em có ăn. Mọi người coi cái clip mà gần đầu tiên của anh em mình làm á. Mặt nó ấm nhách nè mọi người, giờ mặt nó ông dở tiền đó. Okay. Mớm lòng thỏng. Nhão nhẹt. Thì hôm nay đấy anh em mình cạo lông cực ghế không vậy? Cạo lông heo cái đi rồi rửa sạch mọi người, xong rồi mình sẽ đem đi luộc. Sau đó thì anh em mình sẽ chế biến, sẽ quay cho mọi người xem cách chế biến luôn. Nếu như mọi người ai mà muốn ăn á thì có thể ăn. Quen sổ quầy. Ơi, quen. Dẹo này tới ngày. Thì mọi người ai muốn ăn thì cứ làm theo anh em mình. Để xem hết clip hay làm heo nha mọi người, để coi anh em mình ăn được hay không nha. Chứ để làm heo dở công nói. Làm á, kiểu như vậy mày. Lỗ tai heo nè ha, cạo lông, đem luộc, trộn gia vị rồi xong phải không? Ồ, chưa có ăn nữa. Là mọi người làm heo luôn nha. Đồ mà cúp cuối đổ ghét. Cái tao mới xù. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu gọi là rửa xong rồi luộc cái lỗ tai heo này nha mọi người. Ok. Thì bây giờ á, muốn làm cái món gỏi đó mọi người phải có xài. Mà nãy là đang kiếm xài chua hết rồi mọi người. Lấy xài thái nhà, cây này cây nhà mình nha mọi người, ba mình trồng 4-5 năm gì nó mới có trái á. Không biết cây làm sao đâu. Giờ Danh sẽ biểu diễn gọi là bắn trái xài. Phan trái này là Danh, trái này bự thì Danh. Coi trà bá nè. Thấy không? Vậy ngồi chụp vậy không? Ngồi hứng vậy nè. Mình chụp như mày vậy đó. Mình chụp thôi, em chụp. Rung hai trái được á. Nhìn cái trái không? Rung hai trái. Thấy chịu không? Rồi chụp đất lên. Để xem Danh bắn mấy viên đạn mới trúng cái xài nha mọi người. Đầu tiên thôi chứ. Ngồi dẻo, ngồi xuống dẻo. Đúng nè. Sát bên không bị bay. Dở. Thay vì cái này mình bay lên mình chụp cái nó lẹ. Nhất quá tầm. Nhiều ba cái. Thôi trái đủ rồi. Bự lắm á. Trái xài nhà mình không mọi người. Thôi rồi Danh. Đây trái xài nhà mình nha. Ba mình trồng cũng lâu lắm rồi nó đạt thành tích vậy á. Thôi được rồi, đừng bắn nữa. Vô mọi người đưa cho thằng Tổng không? Ê. 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 Mình ngoài bắn nữa đi. Sắp bên không chứng bày. Ừ, chứ quá. Hai cái nữa. Cái nó vô đó. Cái này rụng rồi. Ai bắn vô ai? Chim im con chim nó bay ra ngoài. Chim nó bay ra ngoài. Bay mày rồi. Nó cái trái sợi. Mình trái đủ rồi nha. Ừ. Con chim. Nè, bắn cái chim coi nha. Thôi, xác xanh đi.
không thiệt anh bắn cái con này nó có hại lắm, cái gì người ta bắn nó luôn đó, đi á, đừng đánh như mày, sao gì, đi vô nha, đi đây, đi vô nha, 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 đi lì thì ghê, lì thiệt chứ. Rồi đúng rồi. Đi đi. Nghe thiệt đó. Không được đâu. Được, cái này được rồi. Họ nói nghe nó quýnh đó. Đây. Nghe quýnh đó. Sao đây có gì vậy? Còn nhớ cái quýnh á. Thì đây là cái nguyên liệu của anh em mình một hồi làm nha mọi người. Củ cải, ổ lộn, cà rốt. Đây là hạnh tắc đó mọi người. Đây là ớt. Đây là sả, còn sa tế với nước mắm với lại và cái bột ớt mọi người. Của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc. Đó, đây là cái nguyên liệu mà Toàn nó chuẩn bị để hồi mình làm món gỏi sốt, sốt Thái gì đó mọi người. Ok thì lỗ tai heo thì đang lột trong đây nè. Nãy giờ. Đó. Ok không? Trái xài nữa. Ok còn trái xài nữa mọi người. Hồi xài sẽ xà tách ra hả chứ không phải là mình bào hả? Tách hả? Tách ra. À rồi. Giờ mình cũng hắng cái nước sốt mà để chen một chút là chen vô lỗ tai heo này nha mọi người. Thì nước sốt này thì là okay. Không phải nước mắm với sa tế với đường với cái kẹo. Kẹo cái mình làm rồi đổ xài vô này làm đi tới một vụ dân nghệ cho mọi người xem rồi đó xài lâu giờ không có gì này cà gót mọi người làm gì chỉ giống cá cái món này là do Toàn học trên mạng rồi Toàn về làm cho anh em mình ăn nha mọi người. Nè, anh đâu làm mình ăn. Ủa, anh Danh đó, anh Danh không ăn kìa nhà ơi. Vô chọn một lần một luôn. Anh Danh đó, anh Danh không ăn. Ăn ăn thôi chứ bình thường thôi à. Đó. Hơi bị con. Rồi. Để rồi coi. Đó. Cái gì cái này nè? Tỏi nè mọi người, ớt. Tỏi phi. Tỏi ừ. Ôi nhìn thấy hơi hấp dẫn rồi đó, bột ớt rồi. Gì? Bột ớt làm này ha, hả? Làm nước sốt. Rồi trộn lên mọi người. Ôi chưa chế đó sao trộn? Chưa trộn cho đều lên đi. Nước sốt này là làm bằng gì Toàn? Làm bằng ba hũ sa tế. Ba hũ sa tế với mọi đường với nước mắm. Thơm hơn. Nước mắm hả? Bột ớt nữa. Có gì đâu rồi cây nó ăn. Đúng rồi, bột ớt Hàn Quốc nữa mọi người. Bột Hàn Quốc. Rồi đổ vô mỏi. Mấy bữa nay mấy được dựa làm món ăn nè đó. Chén đều quá. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Chết điện thoại luôn. Trời ơi. Có vẻ là hấp dẫn á. Nhìn thấy hơi hấp dẫn không mọi người. Ờ như câu nói của anh á, dục ghét. Ai mà làm theo tới độ này khoan nha. Khoan ha, còn mình còn ngao rượu nữa. Khoan hay làm theo. Khoan hay làm theo nha. Ờ quên. Kiểu như làm tới độ này trộn lên xong mình trộn gác cho mình trộn nha mọi người. Hướng dẫn nấu ăn hả? Hướng dẫn nấu ăn hơi bị dữ. Đây có chị hướng dẫn nấu ăn mà thấy là đã lắm. Ờ đúng rồi. Cái này là rau củ nè đúng không? Vậy là cái này là củ gì nè? Củ sắn. Ờ củ sắn này là trái chuối. Củ bưởi. Củ bưởi nè. Củ bưởi nè. Củ chuối nè, chú dữa nè, sọc. Được ha. Chỉ đây tao làm gì thả cái bay. Trời họ anh làm đi hồi mấy em ra rượu ăn anh thả mình đi. Không làm gì nữa. Hai áo rồi, mới đi chơi. Ủa ai muốn xem cái clip đó thì qua kênh Hình Nhau Vlog nha mọi người. Để cho nó hấm. Chơi lại rồi. Ăn uống trong ngon này mà cho để cho hấm 2 đến 3 phút mọi người. Đủ. Nếu mà mọi người mà không gấp ăn thì để cho 5 phút, 10 phút. Bịch bọc ra thêm rượu không phơi mới ăn. Hấm. Mới ủ dầu vậy. Hấm luôn á. Bóp lên tù. Bóp cho 2, 3 cái tắc nó ra. Chua chua.
bây giờ anh em mình sẽ để tầm 3 đến 5 phút hoặc là 10 phút gì đó rồi anh em mình tiếp tục để vào một tiếng này xuống ruộng ăn cho mình tới. Ok, hiện tại anh em mình đang ở ngoài ruộng nha mọi người đây. Cái ruộng bây giờ người ta rút nước ra gần hết rồi mọi người. Trời ơi, cá nãy giờ nó ụt lên đây. Ụt quá trời ụt luôn mọi người. Nguyên cái con ganh này nè. Quá trời ụt luôn. Thì giờ nè, dẹo đang đứng nó quấn diều đang kìa, đem diều ra hả mà bữa nay không có gió. Bữa nay mọi người nhìn bầu trời nè, không có một con diều nào luôn nha. Tại vì hôm nay trời không có gió. Thì anh em mình sẽ ăn ngay bãi cát này. Ok, anh em mình sẽ ăn ngay đây nha mọi người. Đây, đeo vô giống. Ok, giờ anh em mình đeo bao tay quá. Bút boxing cho nó lịch sự chứ mọi người. Tại vì nãy giờ đi dưới ruộng á, rồi tay chân nó dính ba cái sình á. Đeo chân không? Ba cái nước đó mọi người. Đeo chân không? Giờ anh em mình đeo tay vô trang cho nó dễ tinh tí. Má ngoài đây sao nó đã rồi á. Im lặng mà nó đã đó mọi người. Sao ăn? Sao ăn? Bây giờ đây là cái mâm lỗ tai heo. Gì làm gì lờ tù. Lỗ tai heo sốt thái. Lỗ tai heo sốt thái của Toàn nha mọi người. Của Toàn chế biến. Thì bây giờ mời mọi người ăn chung với anh em mình nha. Đó. Ăn chứ đi. Thì mày làm mày tự ăn đi, mày nhận xét luôn rồi. Không ngon hả? Nước chấm nè mọi người là muối ớt, muối ử, muối ớt chanh. Mời mọi người nha. Mày có lớp rượu hay. Sao được không? Tối nay mình đem bàn hai ghế. Nó vừa cay. Vừa the the cay. Để nó chứ chừa hồi chừa tao ông tô ra tối tao. Để ra đây nhận xét rồi xuống ngủ đi trời. Ra đây nhận xét cái phòng mối luôn. Lại nó vừa nó giòn mọi người. Mình ngâm đá, có ngâm đá nên nó giòn. Với ăn nó dài dài mọi người. Ăn đi nói. Ngon. Nói chung là ngon được. Okay. Miếng xài nữa. Mời tất cả mọi người nha mọi người. Đây là cái cọng gân này rất là dai luôn. Mình chấm nha. Chấm nè. Mọi người nha. Đừng chấm tách bia. Tách bia lại lỗi vô. Nó cay mọi người. Nó có vị chua chua. Rất là ngon. Cút ăn luôn đi. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Rồi rớt luôn. Nó trơn quá. Rất là vừa ăn luôn. Nó có vị chua của tắc nha mọi người. Xài thì xài nó có chua rồi. Đây mời mọi người ăn xài nữa. Bỏ mình rớt. Thử miếng này nữa vậy. Anh thử rồi đó thôi. Hồi đó giờ mình chưa ăn thì gói sáng luôn á. Vậy ba. Kìa. Gì vậy? Rồi mẹ thử rồi gỡ rồi. Ngon. Thôi tao mới ăn rồi. Tao mới ăn. Thử rồi. Ý viên xài á. Khá là ngon mọi người. Mọi người muốn ăn giòn thì mọi người ra mua lỗ tai á. Ngon. Được á. Món này có lý á. Hồi chờ tao viên sang xô nè. Trượng ngon nha. Trượng tôi tối hai anh em ra đây cắm trại. Trượng này trời gốc rồi á. Ngon khó cưỡng. Thơm ngon tròn vị. Mọi người nha. Mọi người ơi trời sặc. Ớt nó cay sặc mọi người. Wow, quá ngon luôn á. Cái miếng này dai lắm mọi người. Ngon ngon ngon. Nó ngon. Thì ai mà có muốn ăn giống anh em mình á thì có rồi. Thể làm thêm cho mọi người. Nguyên liệu đồ thì anh em mình cũng đã ghi sẵn. Chỉ cách mọi người làm hết rồi. Có nguyên liệu hồi nãy mình có quay cho mọi người hết rồi. Ai muốn là làm cái món này thì cứ ấy cho mọi người. Nước sốt là
cái gì với gì toàn? Ba hũ thực tế, mấy bột, ba hũ thực tế. Rồi. Tùy theo cái lượng mà mọi người mua ra mua lỗ tai heo á. Không nhưng mà ngon quá. Với lại đứa bè. Một hũ ớt bột ở ngoài Bách Hóa Xanh á. Ớt bột Hàn Quốc, ớt bột Hàn Quốc với đường bỏ vô hắn chung á mọi người. Đường với tương, chao cà hũ dưa leo. Bỏ thôi vô hắn như nào mà nó hơi kẹo kẹo á mọi người. Chứ đem ra cho nó nguội chế lên lỗ tai heo với mấy cái mọi người đã chuẩn bị sẵn á, trộn lên là người gượng vô này, cái này mới giòn nè mọi người, lỗ tai này mới giòn. Tuyệt vời luôn á. Ơi rồi vừa phút là mới giống nè, không đáp làm nè, cầm đây Nguyên đáp làm nè, phút làm với mấy thằng khái á, cầm nè, cầm Nguyên đáp làm nè, vô nè vô nè, chấm đi chấm đi, cho Sang chấm cái đã, được rồi, nào một hai ba bỏ nè. Này không có xài nhá. Này không có xài. Này phải ăn kèm mấy rau này nè. Thì ai ăn có thể làm theo như mọi người, nhận xét chung lại là món này chua, cay. Nó giòn cái vị lỗ tai heo á. Còn mọi người cái món này cũng là có thể làm chân gà được nữa, đúng rồi. Không? Chân này, chân gà nó cái này nãy thiếu xả, phải xả nhiều xíu nữa. Xả nhiều thì nó thơm hơn chút nữa. Thì đó mình đã chỉ mọi người, hướng dẫn mọi người cách làm rồi đó. Thì ai muốn ăn thì có thể làm ăn nha mọi người. Món này tuyệt vời lắm. Thì bây giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu thấy hay thì bấm like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha mọi người. Chào tụi mình mọi người. Bye bye. Bye bye.